Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Ngoái Bãi nha. Địa chỉ cửa hàng tại 165 đường Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Cờ Đông Bách, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại 0345 05 39. Cửa hàng nằm trên trục đường quốc lộ 26, km 30 tại trên Phước An anh em nhé. Đó, hôm nay Hòa xin giới thiệu anh em một siêu phẩm máy cưa xích Echo V35 P3500. Con này thì xịn sò luôn anh em, như mới luôn nha. Đó, làm Echo này, làm zin của Echo đầu Latin luôn nhá. Đó, xích em đã gắn luôn xích mới anh em rồi. Dòng này thì xài xích chuột, xích nhỏ nha em nhé. Đó, máy thì tất cả nguyên zin hết, bao đẹp, bao mới cho anh em luôn. Đó, bao zin từ A đến Z luôn nhá. Quá mới luôn đấy, con này là bao zin toàn tập này. Đó, kèm nhôm cách nhiệt. Giữa bình xăng với lại bình nhớt bô là có luôn. Bô chưa có vặn ra luôn. Đó, con này thì quá mới luôn. Con này thì bít tông của nó là 39 ly nha em nhé, 39 ly, công suất là 35cc. Đó, anh em có thể xài gia đình, khai thác cây nhỏ rất là ok rồi. Dòng này quá dễ xài và bền nha. Lam của nó là lam 40 anh em nhé. Đó, lam 40 sử dụng được 35. Đó, lam đầu Latin luôn, lam zin của Oregon. Đó, Margin Canada, quá ngon luôn anh em nhé. Máy thì đẹp như mới luôn, không có gì để chê luôn nhé. Cái con này bên cửa hàng đang bán là giá là 3.500.000, bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đó, giá chỉ 3.500.000 thôi mà được con máy mới đẹp thế này. Quá ngon luôn anh em nhé. Và dòng này rất là yêu ít khi đẹp này anh em nhé. Đó, rồi bây giờ Hoài Bãi sẽ đi test nổ cho anh em nghe tiếng máy. Con này thì trọng lượng của nó là tầm khoảng 5,5 kg anh em nhé. Bởi vì nó sử dụng cái lam Latin nên nó hơi nặng hơn dòng bình thường một chút. Đó, nhưng mà cầm cũng rất là nhẹ nhàng. Có cả xả áp, giật là có xả áp luôn nha em nhé. Đó, giật là có xả áp luôn, rất dễ sử dụng. Đó, con này thì rút e ra, bật công tắc lên, giật một hai cái nó nổ, đẩy e lại. Rất đơn giản, xăng pha nhớt anh em đổ phía nắp phía sau. Còn nhớt pha xăng, nhớt thải 4 chân xích là anh em đổ phía trước nhé. Đó, đây là mã số máy của nó đây, 013426. Đó, hãng sản xuất là Kyurit Echo. Đó, Margin Japan, hãng chuẩn luôn. Rồi, em xin test nổ cho anh em nghe tiếng máy nhé. Hãng của Nhật, bên em là chuyên kiếm những cái dòng máy Nhật bãi mà đẹp này để bán anh em nhé. Máy quá êm luôn, không có gì để chê luôn. Bên tàu cũng sáng loáng. Pha nhớt thì xài không bao giờ hư luôn anh em. Đó, quá êm. Tất cả bao gì hết. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Anh em có nhu cầu mua máy cưa, máy cắt cỏ gì anh em cứ liên hệ tiếp qua số điện thoại 0345 05 39 được nhá. Đó, số lượng máy cửa hàng rất là nhiều luôn. Đó, và sẽ quay thường xuyên cho anh em để cho anh em có sự lựa chọn nhá. Rồi, xin cảm ơn toàn thể anh em.